bác xem này Đấy, kính đẹp thế này cơ mà Xin chào tất cả các bác nhé Thì ngày hôm nay em lại về cho các bác những cái kính rất là đẹp Rất là chất lượng Đấy các bác có thể thấy này Một con Ray-Ban for Driving Rất là đẹp Chất đang còn mới gần như là mới nguyên Khăn lau kính các kiểu Đây kính Mỹ kính Ý Gần như là em đang còn lấy về những con hàng rất là đẹp cho các bác nhé Này mắt mắt kim cương các kiểu đây Thì trước khi vào video thì phiền các bác là Nhắn tin cho em theo số điện thoại là Zalo Nhật Bản này cộng 8170586996 7085586996 5 các bác nhé trước khi vào video là phiền các bác like cho em một nút ở bên phải màn hình các bác nhá đầu tiên ngày hôm nay em lên cho các bác cây Italia 191 mức giá là 2 triệu 100.000 đồng các bác nhé cây này thì là có vỏ đang còn nguyên này Đấy, vỏ đang còn nguyên Italia Italia thì nó là 100 phần chống tiêu V Ray -Ben các bác nhé hộp vỏ hộp đang còn nguyên này Đấy. Vỏ hộp đang còn kêu bột hộp bộ, bộ các bác nhé OK, cây này tại sao lại có mức giá như thế? Mặc dù cái cây kính của nó đang còn rất là chất lượng. Có nghĩa cây này là cây một cây mắt kim cương này, mắt màu xanh đen, hai cầu, một cầu bé được khắc rất là đẹp, cái gọng này rất là đẹp, một cầu trên trông nó rất là, là 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 mạnh mẽ. Nhưng cây này thì độ mới của nó sẽ không được cao. Mặc dù cái mắt của nó thì không có vết, mắt của nó thì em xem thì cũng không có vấn đề gì cả, đeo vẫn rất là OK. Nhưng mà ở cái khung của nó thì có một số cái vết, cái vết là người ta bảo quản không kỹ. Đấy thì có một một số cái vết là nó hơi có một chút màu xanh này này. Đấy nên là các bác về các bác các bác lau lại hoặc các bác đem ra tiệm các bác làm sạch lại thì nó lại đẹp thôi. Cây này thì là nó là mắt màu xanh đen các bác nhá. Đấy, khung mắt là khung mắt khung mắt kim cương. Đấy. Các bác có thể thấy này. Ray-Ban 5421 Made in Italia Ray-Ban các bác nhá. Mắt thì là mắt hình kim cương. Màu thì màu thực tế em quay cho các bác xem đây, độ truyền tải ánh sáng tốt. Đấy. 5421 đấy. Made, Raven, made in Italia đây là cái gọng bên của nó các bác nhé Gọng bên thì là kim loại Made in Rayban Italia này. Ở gọng bên này thì là cũng có ghi rõ khung rõ số. Đấy, 3648. Đấy, 5421 cái gọng kính thì là 145 cây này thì là chất lượng nó sẽ không được như những cây khác mặc dù nhìn cái mắt nó thì cũng chả vấn đề gì cả nhưng mà cái bên ngoài người ta vệ sinh không kỹ Đấy, chủ người ta vệ sinh không kỹ nên là nhìn nó không được trong sạch lắm thì em cũng ngại lau thế là em bảo là các bác lấy về các bác lau lại thì nó lại vẫn đẹp thôi các bác vệ sinh lại thì nó vẫn đẹp thôi nhưng mà em về tay cho các bác cái mức giá rất là phải chăng 191 2 triệu 100 nghìn đồng đã bao chi phí gửi về tận Việt Nam và ship đến tận nhà cho các bác các bác nhé Đây này em bán cho các bác là 2 triệu 100 nghìn đồng này thì em sẽ đo cho các bác xem đấy là cái độ dài của em nó là bao nhiêu đây 13.8 gần 14 cm các bác nhé bác nào mặt tầm trung thì sẽ đeo cây này rất là ok hơi to hơi nhỏ một tí cũng rất là ok các bác nhé 191 2 triệu 100 nghìn đồng cho em mắt kim cương nhá tiếp theo là một em kính Mỹ ngày hôm nay mang mã số là 192 3 triệu 200 nghìn đồng cây này thì không còn nguyên cái hộp mà hộp mỹ thì đây là một cái hộp riêng các bác này còn mắt kính của nó thì đang còn nguyên đấy. đây là một cây kính size 62 các bác xem các bác có thể thấy là mắt kính thì được viết chữ ray ban này ở góc 3 giờ và góc 9 giờ thì đều được triện chữ b và l các bác nhé đây nói chung là cái cây kính này cái chất của nó đang còn rất là đẹp đấy. các bác nhìn thấy có thể chữ là b và l ray ban đấy USA 6214 các bác này ở bên trên này thì cũng được khắc chữ BVD Ray-Ban U.S.A các bác nhé hàng rất là đẹp mắt con này là một con mắt màu khói đấy các bác xem này mắt màu khói này gọng là gọng vàng gọng màu vàng luôn rất là đẹp chuôi kính thì là chuôi trong suốt này đấy con này là con hai cầu một cầu bé và một cầu to đấy chất lượng của em này thì mắt kính thì gần như là các bác nhìn sẽ không có vết xước Đấy các bác nhìn này Nó sẽ gần như nó cũng chả có vết xước đâu mà Em quay lên thì các bác nhìn nó sẽ rõ hơn Đấy Em quay như thế nào thì cái chất lượng nó như thế các bác nhé Em sẽ quay cho các bác xem này Từ cái màu kính này Đấy đang còn rất là sáng Đang còn rất là bóng này Thì từng đến con ốc này Đấy con ốc thì là bên này là có hai con ốc này Nhưng mà cái con ốc phía sau này thì kiểu họ chỉnh ra chỉnh vào thì hơi nhiều nên là cái, cái màu vàng nó bị pha đi một chút Đấy vì là những cái con ốc bên dưới là những con ốc chỉnh mà các bác các bác nhìn thấy nó sẽ gần như là màu vàng nhưng mà nó sẽ bị nhạt đi một chút so với lại cái con ốc bên trên nếu mà người ta hay chỉnh đấy cây này thì là phù hợp cho những bác mà có khuôn mặt to cái khuôn mặt tầm to đấy tầm trung và tầm to thì đeo cây này mới được chứ bác các bác mặt nhỏ thì là em lại khuyến cáo là không nên lấy em này nhé Cái này nó có độ dài là 14.5 cm các bác này 14.5 cm đúng chuẩn cm cái thước đeo đo kính luôn nhé khi mà em về tay cho các bác có nghĩa là em đã ship về tận Việt Nam này đấy xong ship về tận nhà cho các bác với mức giá là 3 triệu 200 nghìn đồng bác nào mua thì inbox cho em sớm cây này các bác nhé 3 triệu 200 nghìn đồng mã số 192 ok tiếp theo đến cây 193 ngày hôm nay 2 triệu 400 nghìn đồng vỏ hộp là vỏ hộp cứng nhé đây thì cây này thì là kính mỹ nhưng mà tại sao nó cũng có giá là 2 triệu 4 thôi vì thực chất là cây kính này cái chất của nó đang còn nguyên nhưng mà cái độ mới của nó không còn cao đấy các bác có thể thấy là con kính mỹ này thì là con này thì nó được thiết kế khá là đơn giản dòng một cầu đấy đây nó có khác là b và là ray ban đấy các bác xem là cái uh, con kính này nó được khắc chữ ray ban ở hai bên gọng này rất là nhẹ nhàng đấy ok đúng không rất là ok cái chui của nó cũng đang rất là ok này mắt của nó là mắt nó giống như dòng caravan nhưng mà là phiên bản nhỏ hơn độ truyền tải ánh sáng cũng khá là tốt đấy chuôi ve các thứ đang còn rất là ok những từng con ốc con vít này đấy, em quay các bác xem con ốc con vít này kính này thì là kính mỹ nhưng mà em chỉ bán với cái mức giá là hai triệu tư thì có nghĩa là nó sẽ không còn được cái độ mới cao đấy không còn cái độ mới cao và nó cũng không còn được có gọi là cái giá trị quá là lớn như những con kính bốn năm triệu các bác nhé nhưng mà những cái kính này thì các bác dùng gọi là dùng đeo đeo hoặc là trưng bày ở nhà thì em nghĩ nó vẫn rất là ok đấy cái này thì nó phù hợp cho những bác mặt tầm bé và mặt tầm trung thì đeo sẽ rất là ok. Con này độ dài của em nó chỉ là 13.5 thôi các bác, 13.5 thôi nhé. Cái độ truyền tải ánh sáng của nó ok này, mắt của nó là mắt màu xanh. Xanh nhẹ. Đấy, độ truyền tải ánh sáng rất là tốt. Đấy. trong khung thì nó cũng ghi đấy là B và L Ray Ban này. Đấy, trong cái gọng kính cũng ghi là B và L Ray Ban. Bên này thì nó không ghi, nhưng mà bên này thì nó lại khác chữ Ray Ban ở bên này. Đấy. Con này thì em về tay cho các bác với mức giá là 2 triệu 400 nghìn đồng các bác nhé 2 triệu 400 nghìn đồng mã số 193 các bác nhé Ok, tiếp theo lại một em Ray-Ban 194, 2 triệu 300 nghìn đồng Cây này thì là kính ý Hộp vỏ hộp đang còn mới nguyên này Đấy, em cũng chỉ bán cho các bác mức giá là 2 triệu 300 nghìn đồng thôi Cây này thì là em phải về phải tầm dạo gần đây thì em phải về tầm gần chục cây rồi nhưng mà cứ về là hết cứ về là hết các bác ạ con này thì là dòng hai gọng cầu một gọng cầu to một gọng cầu bé mắt đấy mắt màu rất là đẹp mắt màu rất là nhẹ nhàng rất là đẹp nam nữ đeo đều ok ở bên mắt trái thì được viết chữ ray ban ở bên mắt phải thì được khắc chìm chữ rb các bác nhé biểu tượng của ray ban từng con ốc từng con vít em sẽ quay cho các bác xem này ốc vít còn nguyên này ốc vít còn nguyên này đấy Cây này thì độ mới của nó phải còn tầm 98%. Đấy. Ở cái gọng này thì họ vệ sinh không kỹ nên nó hơi có một số vết màu trắng nhưng mà nó cũng chả đáng ngại. Nó gần như là nó cũng không có vấn đề gì. Các bác về thậm chí có thể thay cái gọng gọng chuôi này cũng được, chả vấn đề gì cả. Con mắt này thì là màu của nó là màu trên đậm dưới nhạt. Nhưng mà nó không phân hóa rõ như những cái màu trà hoặc là màu màu xanh đấy nó rất là nhẹ nhàng thôi độ truyền tải ánh sáng cực kỳ cao con này thì phù hợp cho tất cả các dạng mặt mặt to mặt nhỏ mặt vừa đều đeo, đeo được vì cái dòng này là dòng quốc dân rồi nó có một cái tí trắng gương rất là nhẹ nhàng đấy cây này thì độ dài của em nó là 14 cm các bác nhá em về tay cho các bác cây này chỉ mức giá là hai triệu ba trăm nghìn đồng thôi nên là bác nào ưng ý thì nhắn tin cho em thật là sớm đấy các bác xem này cái con mắt của nó rất là đẹp đấy gần như là không có vết xước xác gì luôn gần như không có một cái vết gì đấy các bác xem cây này thì 2 triệu 300 nghìn đồng mua đeo cũng được Mà đeo tặng, mua tặng cho bạn gái, cho vợ cũng rất là ok các bác nhé Các bác xem rồi báo cho em sớm nhé 2 triệu 300 nghìn đồng mã số 194 ngày hôm nay các bác nhé Ok, để tránh mất thời gian Em định quay cây uh, driving luôn Nhưng mà thôi em sẽ quay cây 196 trước 2 triệu 800 nghìn đồng Cây này thì là kính Mỹ nhưng vỏ hộp lại là vỏ hộp Italia các bác nhé Vỏ hộp cũng đang còn nguyên si các bác này Đấy. Cây này là một cây kính Mỹ Đấy mắt màu đen Cây này là cây thứ tư em về rồi Mắt màu đen Đấy bên góc trái được viết chữ Ray Ban Bên góc 3 giờ và 9 giờ đều được khắc chữ BL Mắt thì là mắt màu xanh đen Kính là kính màu đen Phù hợp cho những bác nào mà phong thủy một tí thích màu đen Đấy các bác nào mà thích sự ngầu lòi thì lại đeo cây này thì lại rất là đẹp rất là sang bác xem này, đấy, từng cái ốc đang còn nguyên này, em quay cho các bác xem nhé, từng cái con ốc con vít này, đấy, ốc vít đang còn nguyên này, em quay lên video như thế nào thì các bác về nó sẽ như thế, ốc vít đang còn nguyên này, đấy, con mắt của nó thì cũng còn nguyên si các bác ạ, không có vết xước sát gì cả, em bán về tay cho các bác với mức giá là 2 triệu tám trăm nghìn đồng con kính mỹ các bác nhé, cây này thì là nó, nó là hàng mỹ 100% phần trăm, đấy, để em quay cho các bác xem này. Đấy. Các bác nhìn nó hơi khó một tí vì nó hơi bị lóe sáng. BVL Ray-Ban USA các bác nhá. Các bác nhìn này. Vì nó là màu đen nên là nhìn nó sẽ hơi khó. BVL Ray-Ban USA. Có nghĩa là hàng được sản xuất tại Mỹ 100%. Em tiến mà bán hàng các bác phát hiện ra hàng giả thì em sẽ đền cho các bác ngay lập tức nhé không phải suy nghĩ nhiều. Đây. Ở bên phía góc dưới này thì được nó cũng được viết chữ này. BVL Ray-Ban USA 5814 các bác nhá con này là size 58 size 58 là phù hợp cho tất cả các dạng mặt đấy mặt mặt vừa mặt to hơi to một chút mặt nhỏ thì đeo đều được trừ khi mặt quá to thì khó đeo thôi còn những cái cây này thì thực ra là gần như là em thấy ai đeo cũng được trừ mặt quá là to đấy nó thiết kế khá là phù hợp cho người châu á cái màu kính như thế này thực ra là nó cũng rất là đẹp em lại rất là thích ưa những cái dòng màu đen thế này, này mình đeo về mình mình đeo này mình ăn mặc chững chạc thì nó trông, trông nó rất là chất hai cầu trông nó khá là mạnh mẽ cầu bé cầu to Đấy, gọng và chuôi đều là màu đen các bác nhé Cây này thì uh, em đo cho các bác xem Độ dài nó là độ dài truyền thống rồi Nó cũng là 14cm các bác này 14cm phù hợp cho mặt tầm trung Mặt tầm hơi bé và hơi to thì đều đeo được nhé 196 2 triệu 800 nghìn đồng Các bác ok thì nhắn tin cho em sớm nhé Và đây có lẽ là bác các bác đang chờ đợi siêu phẩm của ngày hôm nay đúng không Đây thì em lên cho các bác cây siêu phẩm của ngày hôm nay 195 mức giá 5 triệu 200 nghìn đồng for driving đây các bác xem này cái cây kính này cây hộp đang còn nguyên này độ mới phải nói là xuất sắc xuất sắc trong những cái loại xuất sắc cái cổ mà được như thế này thì thực sự là rất là đỉnh cao đây là cái khăn lau đấy khăn lau khăn lau cũng đang còn các bác nhé khăn lau đang còn thì phải nói là cực kỳ hiếm đây một con kính driving độ mới đang còn xuất sắc Ray-Ban này góc 3 giờ này, góc 9 giờ này đều có chữ BL. Kính các bác xem này. Kính nhá, từ cái mắt này đều chưa có một vết xước sát kể cả vết xước lông mèo. Độ bóng, độ sáng của cây này đang còn nguyên. Đấy, các bác xem này. Độ bóng, độ sáng của em nó đang còn rất là đẹp. Đấy, em quay cho các bác xem từng chi tiết bên trên từng con ốc nhá. Đấy, độ sáng của em nó này. Ở bên trên thì được khắc chữ B và L Ray Ban USA. Đấy, cây này em bán giá 5 triệu 2 nó cũng sẽ có lý của nó. Đấy. Vì là cái hàng mà mới như thế này thực ra là em lấy vào cái mức giá nó rất là cao các bác ạ. Đấy. Hai con ốc là còn nguyên zin. Chưa đổi màu. Bên này thì con ốc cũng nguyên zin, chưa đổi màu, nguyên si. Gọng là gọng vàng. Đấy, các bác xem cái gọng của nó này. Đây các bác nha. Các bác xem màu mắt của nó là màu trà đậm. Trời ơi các bác đeo là những cây này các bác đeo mà lái con ô tô thì em nói thật là ngầu hết nước chấm các bác ạ. Mắt rất là đẹp, size thì là size 58 size quốc dân rồi. Đây. Các bác xem này. Cái chui cái gọng của nó vẫn đang còn rất là đẹp, rất là mới. Đây các bác xem. Đẹp chưa? Em cho các bác xem tiếp tục. Đấy là cái 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 uh zoom to lên cái chỉ số của nó các bác nhé BVL Ray-Ban 5814 Đấy, các bác xem cái kính này thì có gọi là xuất sắc không? Màu mắt đang còn rất là đẹp Từ cái hộp, cái chuôi, cái khăn lau mà đang còn giữ được Thì em nói thật được các bác gần như là không thể kiếm được Cây này độ dài của em nó là 13.8 các bác ạ 13.8cm các bác nhé 13.8cm Đấy, phù hợp cho những bác nào mặt Tầm trung và mặt nhỏ đeo con này rất là đẹp, rất là sang Mà cái độ mới như thế này thực chất thì em nói thật với các bác là các bác mà sưu tầm sẽ rất là thích Cây này sưu tầm, về đeo cũng được mà về trưng bày cũng gọi là độc nhất vô nhị về cái độ mới của nó luôn Đấy, BVL ray -Ban này Cái hộp như thế này thì em nói thật với các bác là gần như là không thể kiếm ra được <laughs> Cái con kính mà cái độ mới nó còn như thế này các bác nhé 195, mã số 195, 5 triệu 200 nghìn đồng kính nguyên hộp nguyên và khăn lau cũng đang còn nguyên luôn đấy các bác xem này cây này thì em về tay cho các bác mức giá 5 triệu 200 nghìn đồng bác nào ưng ý thì nhắn tin cho em sớm các bác nhá những cái cây như thế này thì cũng phiền có rất là nhiều bác nhắn tin cho em nên là các bác nào mà nhắn tin sớm ok và chuyển khoản sớm thì em sẽ để cho bác đấy nhá ok kết thúc phiên kính ngày hôm nay tại đây thì phiền các bác xem xong thì nhấn cho em một nút like và số điện thoại Zalo của em ở đây cộng 81 thay cho mã vùng Nhật Bản này các bác gõ Nhật Bản đấy xong ghi là 70 sáu là sẽ ra Zalo của em các bác nhé Ok các bác xin kính chào tất cả các bác hẹn các bác ở video lần sau nhá